Sao đó mình đây nè. Quên á, xin lỗi mọi người nha. Vô coi chắc còn 1 tỷ người. Kiếm chỗ để. Bạn Nguyễn Hồng Trường hỏi là chị Miu ơi, hỏi anh Nhân ra bài chừng nào vậy ạ? Anh Nhân không biết em ơi. Nhân biết ạ. Em hỏi chị Miu nhiều lên. Anh vô chưa? Mời mọi người miếng dồi nha. Chút cha này biết để đâu hết trơn. Để lên cái dĩa gà này nè. Chủa. Xin chào mọi người, giờ Miu tiếng nha. Được chưa, được chưa? Phim chiếm đạt đối, có phân đoạn nào đối với Miu là ấn tượng? Giờ Miu chiếm cho Miu nhai đó hả? Rồi. Giờ cho Miu ăn một cái đùi gà nha. Cái phim chiếm đạt đó mọi người có ba, là có ba bốn nhân vật chủ yếu là Thiên Kiều, là trong đó có Miu nè, anh Garrick nè, Lãnh Thanh nè, Phương Anh Đào nè, thì mỗi người Miu đều có tương tác nhiều quá đó. Đối với mỗi người thì sẽ có mỗi cái ấn tượng mạnh nha. Đối với Đào thì là cảnh lộn nè. Mà quýnh như... spoil phim luôn hả? Quên. Nhỏ này, sao vậy? Không, mấy cái đó chung trong teaser rồi. Chung trong teaser thì nói được rồi đúng không? Sao bà lanh quá? Để lộn người cũng được. Sao bà lanh quá nha bà? Nó đỏ lên bà thôi. Không, không coi nữa. Đó nói chung là... Cái này là gà nướng nha mọi người. Gà nướng muối ớt rồi bạn. Ngon không? Đúng không? Cũng ngon. Ngon á. Không. Ngon. Ngon vậy, cái trắng cái này nó ngon rồi. Cái đùi ăn như cho đã. Không, được tôi đã trả lời mọi người đó chứ ngồi ăn vậy không à. Thuộc view. Đúng không? Đẹp. Cũng thắc mắc nãy giờ đây là anh Mô ok thắc mắc cái gì vậy anh? Rồi như cũng... Bé ơi, cái gà này là bé chấm vô cái nước sốt chấm này nè. Chấm rồi, mà chấm cái này ngon hơn cô. Nghe mẹ đi, ừ, chấm cái này nè con. Con chấm rồi mẹ. Giỏi, không học vậy con hả? Con chấm thử hả? Ừ. Ngon lắm mọi người ơi. Mẹ qua chưa nào ra live show á hả? Chưa đâu mọi người ơi. Mới chưa nghĩ tới á. Thế nào mà bản thân mình thấy tự tin nè, về năng lực của mình nè, về mọi thứ. Cho anh khăn giấy khô với em. Có khăn giấy ướt luôn á. Thì mình mới dám nha. Chứ Miu như nhận định là khả năng hát của mình vẫn chưa đủ giỏi để mà gồng gánh một cái live show đâu. Cho Miu thêm thời gian đi. Chắc cũng không quá lâu đâu. Ê, hay là để mở cái live của mày trên điện thoại đi ha. Để coi đọc cho nó dễ. Ngon ghê mọi người. Ngon thiếp luôn á chà. Một phần mày đói á. Đói ăn cái gì cũng ngon á. Chủ giờ có tô cơm nguội, ăn xì dầu cũng ngon á. Thiệt mà. Hồi sáng giờ chưa ăn gì luôn đúng không? Miu lê. Miu dễ nuôi á mọi người ơi. Thêm ăn á, ăn cái gì cũng được. Đây, coi này đi cho nó dễ nè. Đây, có thì cho nó dễ nè. Đây, có thì cho nó dễ nè. Ê, cũng tới bạn, có ngày anh em mình ngồi livestream múc bang ha. Ừ. Con thấy vui không con? Con thấy vui mẹ. Miễn có chứng dịch lộn là con vui mẹ. Nhân cái việc ghiền chứng dịch lộn mọi người. Ừ, mỗi lần Nhân đi diễn về xong là Nhân phải ăn chứng dịch lộn chứ không Nhân chịu không nổi. Sao cái món gì mà nó ngon, mà nó nhiều đạm, nó tốt cho cơ đó. Anh đang cầm điện thoại cho Miu đọc chung luôn rồi nè. Mic nhỏ quá, chết rồi, mic nhỏ hả? Không nhỏ. Ê bạn, không nhỏ, không nhỏ, không nhỏ, không nhỏ, không nhỏ. Đừng có hù nhiều. Hồi nãy mới bật lên nghe bự lắm. Ừ. Anh em mình sống thật thà với nhau đi. Ừ. Thao nãy giờ thích cái gì nhất? Thích cái dồi. Cái dồi ngon. Chứ gì là ăn cuối cùng hả? Tùy mày. Nó tao chờ mày ăn chung mà. Ăn đi. Ừ, chờ mày ăn chung cho vui. Vui vẻ gì, ăn là vui rồi, cần gì. Mày muốn ăn chứng lộn mày ăn đi. Chờ ăn chung cho vui. Không, không thích vui. Tao lấy vui. Lẹ về về đi. Cái gì? Chảy nước mũi. Chảy nước mũi rồi. Bệnh đó mọi người. Chảy nước mũi rồi. Mày uống nước không? Đọc câu hỏi tiếp đi. Ừ, đọc câu hỏi tiếp đi nha. Chị sinh năm 80 ấy. Chị sinh năm 81 ấy. Vậy là chị bằng tuổi chị Mỹ Tâm.
Ủa chị Tâm chị nói 84 hả? Không có 82 gì á. Chị Tâm trẻ quá vậy hả? Trẻ thiệt. Nhìn không đáng được tuổi á. Nãy mới bị lỗi xíu giờ bình thường rồi. Mọi người ơi, ăn ớt chua son mọi người nhắc nha. Son sao được, cái áp cái tô cho mình rồi. Mà bà nói gì hả? Mình đâu xài áp đâu đúng không? Con nói vậy con. Con đâu nói gì đâu mẹ. Cái này là Quỳnh Trần GB với lại cái đứa con nhỏ nhỏ ngồi ở đâu đó. Bé xa hả? Bé xa. Để tao đi xa một chút. Bé xa. Bé xa này. Xa, xa chào cô chú đi con. Xa chào cô chú đi con. Xa bao nhiêu? Miu. Bị body shaming. À tóc chém mít hả? Do cái nó mọi người cái cổ áo này nó bị hơi sâu á, nó sợ bị lộ cái da thịt lên hình đó, nó đánh sập kinh miêu nên nhét cái tóc vô, nó nhét cái tóc vô nó chè nó mít giờ làm sao? À được không mọi người? Được không? Hình như cái đầu mít này là phải quay vô trong là miêu. Hả? Mày phải gắn ngược lại á. À, cái đầu mic nó phải quay. Nó có brand không ơi? Brand là gì? Brand á, thương hiệu á. Theo mày ngốc á. Brand nó ngộ đây nè. Tao quay ra trong rồi mà. Đâu có, cái đó mày đang quay ra ngoài. Mày ngốc quá. Mẹ chào cô chú đi mẹ. Chào chú nha. Nhậu đi chị Miu. Có bia nhiều không? À tôi thấy có mấy bà ở trên YouTube nè. I love you từ bé đó. Ừ. Tôi mới thấy có mấy bà trên I love you từ bé nè. Mấy bà trên phở bò nè. Tự nhiên ra ngôn comment là chị Miu nhậu dữ lắm. Hồi nào mấy ông? Làm gì có. Miu uống kém lắm, không có giỏi. Mấy bà làm giống như là đi nhậu với tôi rồi vậy á. Tôi đi nhậu với nó rồi nè, có dữ gì đâu. Cùi lắm. Dễ xỉn lắm. Cũng không có cùi, nhưng mà nhậu vô là nó lại vô cái mood deep nha mọi người. Vậy hả? Ờ chứ Miu không biết mọi người khi nhậu xỉn vô mọi người vô cái mút nữa nha. Có người thì sẽ kiểu quậy ha. Quậy tao nè. Có người là khóc. Ừ. Còn tao là tao vô mút deep. Deep là cũng khóc đó. Ừ. Nhưng mà chưa thấy khóc. Khóc rồi do mày không thấy á. Mày không có lưu tâm á. Mút đôi này giả mang á. Cảm ơn nha. Miu lên lại rồi. Cảm ơn những lời khen và như là quan tâm từ cộng đồng mạng nhé. Không, hôm nay không có ăn chân gà nha mọi người. Hôm nay ăn gà không? Nhưng giờ nghe chân gà thấy sợ sợ. Chết cha. Anh Nhân nhậu mới dữ chị Miu ơi. Đúng rồi, nó ít nhậu mà cái đồ của nó dạng như là bất tử á mọi người. Tại ít nhậu nên mới phải nhậu vậy đó. Không. Cho bỏ ghét lắm, tức á. Nhân nó ít nhậu lắm. Tại nhậu vô thấy mệt tới mấy ngày sau lận nó không nên. Ừ. Mà vui. Nhậu vui mà. Nhưng ủa mà, bây giờ là rồi, lúc rồi. 22 giờ 2 phút. Là bây giờ các bạn sắp đi ngủ chưa ta? Chưa đâu mọi người, hút khuya lắm. Ừ, 8 cái vụ này thì phải khuya khuya luôn á. Miếng kia kìa nó ngon ngon. Chị Miu bữa nào live với anh Karis đi hả? Nãy giờ nghe nói gì hoài luôn á. Hoài à, quen rồi. Chị Miu học chung trường cấp 2 với em hả? Trường Lâm Sơn á hả em? Trường Lâm Sơn á, chỗ trời bà chịu quá hả? Anh Nhân phải nhậu với anh Trung Quân rồi. Bà Trung Quân. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, bà Trung Quân là một bà sinh ra để nhậu á mọi người. Ồ, Trung Quân là khủng khiếp thiên địa luôn á. Nhưng mà mọi người có biết một cái chuyện là bà Trung Quân bả mê ăn đầu hành không mọi người? Cái cuộc đời là tôi chưa thấy ai mà ăn đồ hành nhiều vô như bà bé dâu đó luôn á. Mấy lần mà đi ăn chung với bà nha, là giống như bà gọi 2-3 dĩa đồ hành mà đồ hành sống, ướp đá. Xong bà cứ cầm dĩa bà ăn á, ăn giống kiểu snack á. Ừ. Mà bà ăn một lần mấy dĩa mọi người. Mà sao bà ăn dữ vậy ta, sao bà thích đồ hành dữ ta? Ờ không hiểu nha. Ừ. Mà bà không có bị hôi nách. Sao vậy? Confirm bà bé dâu thôi, bà thơm tho lắm. Chị Miu ơi, ăn món khác đi chị Miu nè. Không ăn chân gà thở cắt đâu nha. Chị Miu ăn món khác rồi, đây ta đập cái trứng vịt lộn cho ăn nha. Mọi ơi, mọi người ơi, tự nhiên mọi ơi. Tự nhiên mọi ơi.
Đây là đập trứng vịt lộn nha ăn nha. Cái này là kiểu ăn uống bình thường thôi chứ không phải múc bang nha. Múc bang mà kiểu này không ai coi đâu. Không chuyên nghiệp. Ừ. Ăn không có kiểu khiến người xem cảm thấy đã mắt. Mấy cái người mà làm cái múc bang á, người ta ăn kiểu dữ lắm. Nhìn vô cảm giác như là ăn ngon á. Đây. Sực trứng vịt lộn. Thank you. Mọi người ơi, ngày mai á Miu họp báo phim mà tự nhiên Miu lo lo mọi người. Mọi người biết sao không? Lâu lắm rồi mình không đóng phim á. Mai họp báo ở đâu nói cho các bạn biết để các bạn ra luôn. Ra nhưng mà các bạn đâu có vào rạp được. Thì đứng đón chị Miu thôi. Được không? Ừ. Mai Miu họp báo ở quận 7 á, Vivo City, CGV ở Vivo City á mọi người. Mà khi mà đi vô coi thì phải có vé, còn trước đó thì không cần. Mọi người thích thì mọi người lên chụp hình với Miu với mọi người khác. Ê. Gì? Ngon nha, cái nước rất ngọt nha. Ngon không bé? Ngon mẹ. Trúc Sa. Bé Sa. Chị Quỳnh Trần Miu Lê. Ăn khuya hả? Nói về vấn đề ăn khuya. Ngon không? Không dữ Miu ơi. Nói về vấn đề ăn khuya đi mọi người. Miu là chúa tể ăn khuya luôn á. Nhưng mà tướng vẫn đẹp. Không, cũng không đẹp lắm, cũng bình thường thôi. Nghe đồn là trong 2 tuần đúng không? Chuẩn bị làm họp báo là ít clean đúng không? Đúng. Nhà tập luyện rất ghê đúng không? Đúng. Nhưng mà mấy bữa nay á, thấy bận nè, với lại là tự nhiên thấy mệt mệt hết. Tập không có chăm như bình thường. Nên là người chưa có đẹp lắm mà ngày mai mặc cái đầm cũng ôm ôm dữ luôn á. Mà thôi kệ đi. Tại mình cũng không phải là kiểu người phải là đẹp toàn diện mỗi khi xuất hiện á. Đây là lần đầu tiên ăn ăn trước công chúng. Không. Livestream trước công chúng. Vậy hả? Ừ. Nếu không phải là mày thì tao sẽ không bao giờ làm những chuyện này luôn. Biết mà. Cảm ơn mình nha. Nhưng mà vui quá à. Thiệt không? Thiệt. Vui chữ vui nói cho có hả? Ừ đúng rồi đó. Đãi môi đúng không? Đúng rồi. Đãi bôi. Đãi bôi hả? Đãi bôi chứ không có đãi môi nào ở đây hết đâu. Mẹ sai rồi mẹ. Không. Ăn hết chưa? Đang ăn nè. Hấp nước. Trời ơi, cái trứng vịt lộn nó ngon hú hồn với mén mọi người ơi. Có người đang thèm lắm á. Ai vậy? Trước mặt mình nè, hai người. Ngon lắm đệ em ơi. Chết rồi, ngon quá rồi. Thèm quá mọi người. Ê, tự nhiên hôm nay là lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác mà được ngồi trước cái camera để ăn á. Tại bình thường hay coi clip mọi người ăn ăn. Mình chỉ nằm coi thôi, còn đây ăn cũng thấy cũng vui ha mà. Mình không hiểu cảm giác á đúng không? Thấy cũng vui ha. Vâng.